Hello hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của mình. Và nếu đây là đầu tiên anh em đến với mình ấy, thì mình là Tôn MZ và mình làm clip về hướng dẫn ảo thuật hay là bất kỳ những cái gì liên quan đến ảo thuật thì mình đều làm nhé. Và hôm nay thì mình sẽ đem tới cho anh em một cái clip hướng dẫn làm ảo thuật với cái non coca này. Và nó như thế nào ấy. Thì trong video này thì mình sẽ không biểu diễn nữa mà mình sẽ đi vào phần hướng dẫn luôn nhé. Còn nếu mà bạn nào quan tâm đến phần biểu diễn của cái tiết mục ảo thuật này thì có thể click cái link ở phần mô tả nhé. Hoặc là bây giờ thì mình có thể nói sơ qua cho anh em về cái hiệu ứng của trò này nhé. Thì đó chính là chúng ta sẽ có một cái non coca không có gì cả. Và nó bị bóp méo đi và chúng ta chỉ cần lắc tay như thế này thì non coca sẽ trở thành bình thường. Và chúng ta có thể mở nắp ra và có thể đổ nước nó bình thường. Thì để làm nó thì chúng ta cần cái gì? Đầu tiên các bạn cần setup cho mình một cái non setup chuẩn bị nhé. Chuẩn bị cho mình một cái non coca như thế này. Đương nhiên rồi. Và chúng ta sẽ cần một cái kim này. Cái này gọi là kim hay gọi là gì ta? Đó. Và sau đó chúng ta sẽ đục một lỗ ở trên non coca. Ở đây nhé, tầm này. Như thế này, chúng ta sẽ ấn nó vào. Đó, sau khi chúng ta đã đục nó vào xong như này thì chúng ta sẽ rút nó ra và chúng ta để cái nước ở non coca này nó đi vào trong cốc chúng ta đã setup từ trước như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ để đến khi nào mà cái non coca này hết hơi thôi, tức là nước nó sẽ đi ra hết thì chúng ta sẽ dừng nó lại nhé. Sau khi xong ấy thì chúng ta sẽ được cái non coca bị thủng một cái lỗ nhỏ nhỏ như này, anh em có thể thấy ở đây. Và đương nhiên là bây giờ nó hoàn toàn hết hơi rồi, tại vì là mình đã đổ hết hơi ra cái cống nước này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bóp cái non coca này lại ở giữa này, chúng ta sẽ bóp nó vào nhé. Đó, bóp mạnh một chút. Đó, và anh em có thể thấy là bây giờ chúng ta có một non coca và nhìn nó như kiểu là đã được uống rồi vậy. Và làm thế nào để cho khán giả tưởng là cái non coca này hoàn toàn uống rồi ấy, thì chúng ta có thể ở đây lại dùng thêm cái miếng này nhá. Cái miếng này chế thì vô cùng đơn giản thôi. Các bạn hãy cắt một cái tờ giấy ra và sau đó các bạn tô màu đen lên. Và các bạn cắt theo một cái hình nón, cái này hình nón hình gì ta. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ ấn nó vào đây. Như thế này. Rồi. Và khi ấy, các bạn nhìn nó ở một khoảng cách nhất định thì các bạn sẽ thấy là như kiểu non coca này hoàn toàn chưa bị phá và cái này đã hoàn toàn bị bật nắp ra rồi. Thì các bạn nhìn ở một góc nhất định. Đó. Và bây giờ khi chúng ta trước khi chúng ta biểu diễn ấy thì chúng ta sẽ đặt non coca ở ven đường chẳng hạn, vệ đường hay là bất kỳ ở đâu đó. Bắt đầu biểu diễn này thì chúng ta sẽ chỉ vào non coca ở ven đường và sau đó chúng ta sẽ cầm nó lên. Và khán giả sẽ nhìn nó cực kỳ được clear, trông như kiểu là non coca ở ven đường vứt đi vậy. Sau đó nhá, làm cách nào để non coca nó phồng to lại trở lại như bình thường thì chúng ta chỉ việc giữ vào cái phần bị thủng này. Đó, và chúng ta sẽ nắc rất là nhẹ nhá. Các bạn nắc như thế này. Đó. Rất nhẹ, đừng nắc mạnh. Sau khi nắc từ từ chúng ta có thể thấy được non coca dần dần nó sẽ được trở lại trạng thái ban đầu. Và các bạn cứ nắc thôi nhé. Đó, các bạn có thể thấy đây. Mình sẽ để gần hơn cho các bạn xem nhé. Các bạn cứ nắc nhé. Và đấy, non coca dần dần nó sẽ mở dần ra, căng dần ra như lúc ban đầu. Đó. Đó, hiệu ứng rất là cao luôn. Rồi, đấy, có thể thấy trông nó gần như lúc ban đầu luôn. Còn như kiểu non coca đang từ từ được phình ra vậy. Rồi. Đấy. Và sau khi mà nó đã hoàn toàn phình ra như này rồi ấy, thì phần tiếp theo ấy, đó chính là chúng ta sẽ làm biến mất cái này đi. Đó chính là chúng ta sẽ dùng ngón cái này. Kéo vào đây này. Kẹp nó vào trong tay như thế này, xoa như thế này và dơ lại. Thì bây giờ là non coca hoàn toàn đã liền lại rồi. Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể mở ra và các bạn có thể nghe rõ tiếng ga nó bật ra luôn. Đó, trông như kiểu là một non coca mới tinh vậy. Và chúng ta có thể hoàn toàn đổ vào một cái cốc nước và có thể đưa khán giả uống chiếc thoải mái luôn. Đó, trong này có một cái lưu ý cực kỳ nhỏ thôi. Đó chính là khi là anh em diễn ấy, mà anh em đã setup xong mà anh em để nó ở ngoài đường rồi, để nó dưới đất rồi nhá, thì trong một khoảng thời gian ngắn thì anh em phải diễn nó, chứ đừng có để nó quá lâu ấy thì ga kiểu nó sẽ bị bay mất ấy. Thì lúc chúng ta lắc như này ấy, thì nó sẽ không để phình lại như lúc ban đầu nữa. Đó, thì anh em thấy sao về cái tiết mục ảo thuật này, nó có hay không, nó có hữu ích không, hay là anh em có thích những cái thể loại như kiểu thế này không, hay là anh em thích mình hướng dẫn ảo thuật về bài, về xu, về nhẫn, thì anh em hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì nếu anh em thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share bạn bè và nhớ ấn đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên, vì chắc chắn là mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều clip hướng dẫn ảo thuật hay như thế này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.